100.000 một thùng thôi cô chú. Nó sẽ là 100 cái nha cô chú nha. Đó. Cưng chưa, cưng chưa. Cưng lắm. Đây mẫu khẩu trang phim đang đeo 25.000 một thùng 100 cái. Chốt đơn liền giùm em là em bé kèm theo số điện thoại men nha mấy chị nha. Đặt hàng mọi người nhớ để lại số điện thoại men với có đồng đen. Ồ. Sao ạ? Cái mẫu mà em đang đeo là cái này đây. 25.000 luôn. 25.000 100 cái. Dạ, mọi người em bé ok chị thì Di nó là số thầm em cái mỗi này á là 5D nha mấy chị nha. Comment dạy em là 5D. 5D 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 giùm em luôn. 25.000 100 cái luôn. Dạ, vừa 5D luôn. Dạ ok chị. Còn đó, cái bình nước này đây để mẹ lên lại một lần nữa. Đây là cái bình nước này thì nó sẽ là vừa là cái túi xách đựng tiền, vừa là cái bình nước và nó sẽ có cái ống vòi hút như vậy luôn. Nếu đó mà làm bình nước thì bóng hút vô đó, còn đây là ống hút ra. Có hút luôn. Tiện lắm nha mấy chị nha. Thì nó chỉ với giá là 120.000 một cái thôi. Bình nước nha, chị là mình mua bình nước này mấy chị chốt đơn giùm em là bình nước kèm theo số điện thoại em nha. Cái mẫu em đang đây là cái 5D á chị. Số điện thoại. Dễ nội. 5D kìa nha. Không về. Về không? Có về không? Để nó vô không chịu rồi. Mày cho là mày cho cái bình. Nói ra quên là nó không về. Nè Phan Phan cũng đeo lên cho nó. Ờ mày đeo. Thôi. Thôi. Đúng rồi. Nó mới ăn rồi. 18 tháng rồi. Đó, con rồi. Tao là hơn tuổi rồi. Gần con nít là mấy tuổi nói? Chị hai nó là 9 tháng, còn Ngọc là gần 3 tuổi. Nó trên là hơi bị dữ dằn chút. Giờ nó nói là nó chữ luôn chứ nó không còn nói nữa. Mà nó chữ trong nhà nó ai nó cũng chữ hết trơn. Rồi 5D của chị Tin đi gom để lại số điện thoại mem nha mấy chị nha. Thôi đi, nghe không? Thôi đi, thôi đi. Sao vậy? Cái gì vậy? Gì vậy à, đúng không? Ô ô. Nó không mẹ cái về. Không mẹ nha. Trời ơi. Thật là hạnh phúc mà. Không sao. À mẹ đem cho con ha. Đi về mẹ nói là hơn nha. Đi về còn ăn uống ngủ. Về cho nội nghỉ ngơi. Nội mệt đúng rồi. Đó, mệt ăn. Ăn rồi mà đi thôi. Đấy. Cưng quá. 5D giùm em luôn. Thôi đi, Quỳnh. Thôi đi. 5D kèm theo số hợp cái bình. Ồ, cái bình nước này là 120. Bình nước này là 120.000 một cái nha mấy chị nha. Là nó vừa là có túi sách, nó có quai đeo như vậy luôn. Dành cho con mình đi học rất là tiện nha. Bình nước là 120.000. Giỏi sách tôi cái là 2 trong 1 đó. Dễ thương quá. À, nó có hai màu, màu hồng với lại màu nâu. Về đi con, về với nội đi. Nha. Mẹ ơi, ơi. À, lại cưng tôi cục vàng nha. Ở lại hả anh mày thương, mày thương, mày thương, mày cảm nhẹ cục vàng của nội mà. Sao mai nằm lên chơi, mai nằm lên chơi, mai nằm con lên nha. Đi rồi. Dạ. Nhánh khóc tôi nhất này ha. Xíu rồi. À, chở dưới ta. Quên nữa, còn hôm qua một cái đi về chứ quên nữa. Trời ơi, quên. Không mấy con không mang một cái. Rồi được rồi. Rồi cảm ơn Phiên nha. Dạ, mấy bye bye đi con. Về kìa. Bye bye. Phiên lên bên thăm ba nha. Dạ con. Nha Phiên. Bữa ông bấm cửa nay còn bấm nữa không? Không, dạy nó chưa nội? Dạy, nó biết nghe. Nội ba bữa nó quản. À, pha sẵn rồi, nội lên đầy xe đi. Ngon dữ vậy Phiên. Phiên uống gì ngon vậy? Phiên yêu ơi. Dạ. Dạ. Nó về thử, lâu quá không về nó quên. Nó ấy thành lắm á. Nó ra hấp ông nội không? Mới ghé nội mới đi nè. Bye bye. Á? Đó. Nội đề lên rồi đó. Dạ, bye bye đi bao nhiêu ngày là đi vô khu vui chơi một lần? Mấy bữa là đi khỉa luôn á. Mấy bữa tụi nó đi học đi khỉa ngày nào cũng đi. Mà nay đi học rồi thứ bảy chủ nhật. Mà này thương á. Cứ hai con. Rồi là gãi cho. Cưng quá nội, cưng quá mà. Hả? Như bà nội cưng lắm bố. Cưng lắm rồi, ai biết hết trơn. Rồi thôi con chào ba đi. Bye bye. Con về nha. Yeah, về với ba nha. Rồi con mới gió, con mới gió ba một cái. Rồi đang bú mi gió gì. Bye bye, cục vàng của ba.
Đó, trời đồ đẹp. Ê, bye bye. Nhi nó kêu qua rồi nhi. Sửa đâu nè, lại sắp chở phụ nội đi ra mở cửa đi. Bây giờ là đi á, lên mẹ. Không đẹp đâu con, không đẹp đâu. Đâu, đẹp đâu. Đẹp quá ha con ha. Ừ, đẹp ghê không, con nhà nội đẹp quá ta. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.